Như chúng tôi đã thông tin, nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Hoài Lăng năm 2022, hôm qua, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cùng đại diện ngành du lịch 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tổ chức chuyến khảo sát đánh giá tiềm năng sản phẩm du lịch mới tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đoàn khảo sát đã đến khảo sát thực tế tại nhiều địa điểm du lịch mới của tỉnh đã và đang chuẩn bị đưa vào khai thác các tour tuyến như khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thiên Phước, ấp Khúc Trẻo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nọc Nạn, ấp 4, xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai và khu du lịch điện gió Hòa Bình 1, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Công trình khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thiên Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép xây dựng năm 2017. Đây là khu du lịch ngoài công lập đầu tiên của thị xã Giá Rai, được doanh nghiệp tư nhân đầu tư khá quy mô, bước đầu đã thu hút được lượng khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Còn đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nọc Nạn ở ấp 4, xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai, nơi đã diễn ra cuộc nổi dậy của gia đình anh em nông dân 10 chức chống chính quyền thực dân Pháp và Tay Sai vào năm 1928. Sau thời gian đầu tư nâng cấp, khu di tích khá khang trang, bao gồm nhiều hạng mục như nhà lưu niệm, nơi trưng bày các hiện vật trong cuộc chiến đấu năm xưa, mô hình cánh đồng tái hiện lại cảnh sinh hoạt của nông dân Bạc Liêu thuở ấy, mô hình đấu tranh của nông dân Bạc Liêu chống bọn địa chủ và thực dân, tái hiện lại sự kiện Nọc Nạn và khu nhà mồ của gia đình 10 chức. Đoàn cũng đến khảo sát tại khu du lịch điện gió Hòa Bình 1, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Đây là dự án điện gió có tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 150 MW, sản lượng điện hàng năm đạt hơn 600 triệu kWh một năm, là tổ hợp điện gió trên biển lớn nhất Việt Nam. Với hai dãy trụ tuabin là 26 trụ, hệ thống cầu dẫn dài hơn 20 km trên mặt biển, cùng tổ hợp các hạng mục phục vụ du khách mà đơn vị này chuẩn bị hoàn thiện để đưa vào khai thác du lịch như câu cá giải trí trên biển, hồ bơi nhân tạo, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hứa hẹn sẽ mang đến cho các du khách sản phẩm du lịch mới với những trải nghiệm thú vị. Sau một buổi sáng khảo sát về các cái sản phẩm du lịch của Bạc Liêu thì tôi đánh giá các cái sản phẩm của du lịch của Bạc Liêu thì nó như là một cô gái mới lớn, cho nên chúng ta cần phải có sự trang điểm, chăm sóc nhiều hơn để mới bắt kịp các cái sản phẩm của du lịch các cái tỉnh bạn mà đang phát triển, ví dụ như Cần Thơ, ví dụ như Cà Mau, thì để từ đó thì chúng ta để phải có cái sự truyền thông nhiều hơn, làm truyền thông nhiều hơn để kích thích cái nhu cầu tò mò của du khách đến Bạc Liêu để thưởng thức cái gì, tham quan cái gì, ăn cái gì ngon, thì đó là chúng ta phải có sự truyền thông để thu hút du khách khi đến với Bạc Liêu, không chỉ là những điểm đến mà còn là những giá trị về tinh thần và những giá trị phi vật thể để Bạc Liêu đến gần hơn về du lịch, để Bạc Liêu sản phẩm du lịch của Bạc Liêu đến gần hơn với du khách. Và ngày hôm nay đứng trước mặt của chúng tôi ở đây, đó chính là một trong những công trình điện gió rất là lớn, được xem như là lớn nhất của nước Việt Nam. Tôi thấy rằng là tôi tự hào cho Bạc Liêu, và một trong những cái điều mà tôi ưng ý nhất là Bạc Liêu đã thay đổi, thay da đổi thịt với một cái sự chóng vánh rất là nhanh, cùng với lại sự hiếu khách của người dân địa phương cũng như rằng là quản lý nhà nước ở tại khu vực này, thì tôi hy vọng rằng và tôi cũng nghĩ rằng là Bạc Liêu sẽ phát triển một ngày gần đây nhất đến với lại tất cả các du khách đến với lại Bạc Liêu, đến cho những nhà đầu tư sẽ tìm hiểu Bạc Liêu nhiều hơn để đầu tư, và chắc chắn nền kinh tế của tỉnh Bạc Liêu sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian sắp tới. Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, những năm gần đây ngành du lịch Bạc Liêu có bước phát triển và tăng trưởng tốt với nhiều sản phẩm du lịch mới được khai thác. Qua chuyến khảo sát lần này chúng ta khảo sát lại thì phải nói là tiềm năng để phát triển du lịch của Bạc Liêu còn dư địa rất lớn, và chính quyền địa phương đã nghiên cứu và quy hoạch và là xây dựng những cái đề án, những cái dự án để phát triển thêm điểm du lịch, điểm nhấn du lịch, hay là xây dựng thêm những điểm du lịch tiêu biểu ra bằng sông Long. Tôi cho rằng là trong tương lai không xa, Bạc Liêu sẽ là một địa phương nằm trong những cái top đầu của đồng bằng sông Cửu Long về phát triển du lịch, và coi như là sẽ góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực du lịch dịch vụ của tỉnh đã phục hồi và có bước tăng trưởng khá nhanh. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ tăng cường đầu tư cho các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách đến trải nghiệm. Đến nay, Bạc Liêu đã có 10 điểm du lịch tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 15 điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng. Việc khảo sát đánh giá sản phẩm du lịch mới của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị lữ hành là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của tỉnh với du khách khi đến Bạc Liêu, góp phần cho ngành du lịch của tỉnh tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.